Xin được chào đón tất cả mọi người nhé. Thì buổi chiều ngày hôm nay thì lại lên cho ong ăn cho anh em ạ. Thì sáng ngày hôm nay thì làm cái hỗn hợp cho ăn đi. Bây giờ nó được cái hỗn hợp như này rồi anh em ạ. Thì cái đầu tiên là mình tạo thành một cái hỗn hợp nó dẻo dẻo như này anh em nhé. Đây này. Đấy. Nhìn thấy nó rất là dẻo luôn. Anh em này. Đấy. Thế anh em nhé. Thì sáng cũng chia sẻ với anh em đây. Đây chính là cái thiết bị mà mình cho ăn đây anh em ạ. Đấy, mình nói với anh em đi mua cái này nhá. Đây này. Đấy. 25.000 nhá. Còn cái ống này thì đến cửa hàng nhôm kính xịn đấy anh em này. Thì nó rất là tiện dụng này. Đấy. Thế thì cái nội dung hôm trước thì làm anh em chia sẻ là cho ông ăn đây anh em. Đấy. Đây này. Thì hôm đấy có rất là nhiều anh em tỏ vẻ là lo lắng, sợ là nó trào cho ong nó chảy xuống tổ, ong nó bị chết chúa mới thế nọ thế kia anh em ạ. Thì tất nhiên là mình phải nói thật với anh em mọi người là mình cũng phải căn cứ vào thực tế. Cái thứ nhất là cái độ nhão của bột, cái thứ hai là cái tốc độ ăn của đàn ong. Và chính vì lý do như vậy mà hôm nay thì mình cho nó ăn xong rồi. Thì hôm nay mình lên mình sẽ mở cho anh em xem đây, lại cho ăn thêm cho anh em nhé. Đấy. Đây anh em này. Thì cái đầu tiên là cũng rất là yên tâm là nó đàn ong nó rất là bình yên vô sự. Cho đến bây giờ thì nó ăn xong rồi anh em ạ. Đây anh em ơi. Đấy, anh em thấy chưa? Bây giờ bắt đầu ở trong này là ăn đến đâu là đẻ đến đấy anh em nhé. Đẻ rất là tốt luôn này. Lỗ nào trống là cầu này là cầu ngoài đấy này. Đấy, khá là ổn luôn nha anh em nhé. Tuy nhiên là vài hôm mưa vừa rồi thì bắt đầu nó lại ăn mật đây này. Đấy, nó mưa mất mấy hôm cho nên là nó lại ăn mật rồi. Thì cầu ngoài bắt đầu nó lại đẻ rất là khá rồi anh em nhé. Cho nên là cái lời đầu tiên là cũng cảnh báo của anh em thì cũng rất là cảm ơn thôi. Đấy. Cho nên là mình cũng muốn là để lên đây mở để cho anh em thấy được là nó cũng không có vấn đề gì đâu. Đấy. Nha anh em nhé. Đây này. Anh em thấy không? Đấy, nó dọn hết lên, nó mưa thì bắt đầu nó lại ăn. Cho nên là bây giờ ở dưới này bắt đầu nó dọn hết rồi nó đẻ luôn rồi này anh em này. Đấy. Mọi người thấy hay không? Thế cho nên là em bảo rồi hôm nay em lại lên em cho ăn. Thì ăn cái đợt này nữa cho đến khi nào mà nó vít nắp thì thôi. Anh em thấy không? Nó cong lên đây này. Cong lên sau đó nó đẻ ra nhá anh em nhá. Đây nhá. Để yên thổi cho anh em nhìn thấy trùng lĩnh trứng nhưng mà nó hơi khó vì cái điện thoại thì thực ra là cái độ chi tiết của nó cũng bình thường cho nên là khó nhìn lắm. Đấy, nhưng có một điều là anh em thấy không là nó cong hết mặt lên rồi đây này. Nó vận chuyển lên rồi nó ăn. Để nó lấy chỗ nó đẻ anh em ạ. Đấy. Thì mình sẽ cho ăn liên tục. Chục ngày hơn chục ngày 3 đợt rồi. Cần thiết thì mình có thể mình cho ăn một đợt nữa. Để cho nó đẻ ổn anh em nhé. Bây giờ review luôn cái cho thiết bị cho ăn đây anh em này. Đấy. Anh em thấy không? Cái việc này mất có ra chợ mua 25.000 cái này. Đấy. Anh em làm rất là khá nhá. Bạn Cu mang cái máy sát vào đây bạn Cu. Đấy. Khá là ổn đúng không anh em? Không, không sát được rồi. Bị cành. Đứng được ra. Đàn này nó đông cho nên là mình cho ăn nó nhiều lên. Không sao đâu anh em ạ. Đấy. Hôm nay thì bởi vì là mình ấy đây cho nên là mình lấy hôm nay làm có ít thôi. Thực ra làm cái này nếu tại vì mình là vừa rồi mình cho ăn cho nên là nó còn cái bột phấn ở trên nó ngọt cho nên là con ong nó vẫn lên ấy, còn kể ra ấy là phải dùng cái bình khói để đuổi cho nó hết. Nó xuống thì là mình cho ăn nó tiện.
Xin chào ông chủ nha. Đấy, cho nên là anh em thấy em làm nó rất là đơn giản thôi anh em ạ. Nó không có cái gì ghê gớm cả. Mình chỉ chi phí mất có 25.000 một cái súng này là làm nó rất là nhẹ nhàng. Chứ mà bây giờ mà anh em lại đi dùng cái túi ni lông bóp thôi hoặc là ấy có vài đàn thì nó rất là khó. Cho nên là thôi thì cũng khuyên anh em là nên làm những cái này để anh em sử dụng nó lâu dài. Đấy. Thì là nó hiệu quả. Đang làm vaccine à? Tất bật phết đấy nhỉ? Xong rồi. Hai vợ chồng tất bật đấy. Đấy nhìn ra. Không, mới là cơ bản là mình làm thức ăn cho nên là nó mới thành ra, nó mới mất nhiều thời gian. Đấy các bạn. Thế thôi, nó nói chung là cái công cụ cho ăn thì nó rất là đơn giản vậy thôi anh em nhá. Thì cũng muốn làm nốt cái nội dung này để gửi đến anh em những người nuôi ong mật. Đấy. Đây còn cái đàn này. Đàn này thì hôm trước nó cũng ít quân cho nên nó ăn vẫn còn anh em ạ. Nhưng mà đại loại là nó vẫn ok. Đàn này thì quân nó vừa vừa thôi anh em ạ. Nó không được mạnh như cái đàn vừa nãy. Nhưng mà đàn này nói chung là cho ăn tốt này là lại lên ok luôn anh em ạ. Đấy. Đấy, thế thôi anh em. Thì bây giờ đây nha, bây giờ em thao tác cho cái ấy vào đây anh em này. Thì sau mình cho cái bột vào đây anh em ạ. Đấy. Thôi hình như là không ấy ra rồi sao ạ? Em quên mất anh em ạ, không đẩy cái này ra, khổ lắm. Quên mất xin lỗi mọi người nhá, mày làm không để ý. Con tưởng muốn đẩy ra rồi thì đẩy cái quả piston anh em ạ. Cứ mải nói chuyện mà anh em quên mất, tưởng là đẩy ra rồi nhưng mà quên. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thế thôi, em mình cho vào cái này thôi anh em. Vậy là ok rồi. Rồi mình cho cái quả piston này vào. Thế là ổn. Đấy, cũng khá là đơn giản thôi anh em. Thì đấy là cái mà muốn chia sẻ với mọi người chiều hôm nay nhé. Mình vận dụng linh hoạt một tí anh em ạ. Đôi khi nó có những cái nó rất là đơn giản thôi, cho nên là anh em cũng phải nên làm anh em nhá. Thì thế thôi anh em nhỉ. Nội dung hôm nay cũng muốn chia sẻ với mọi người như thế anh em nhá. Chào tạm biệt mọi người nhá.